đây nha mọi người. Ở này mình chiên thịt nè, này có thịt ba rọi nè, với này gà nha mọi người. Cái này mình mua ngoài Sa Hà nha mọi người. Bây giờ mình ướp xong mình chiên ăn cơm nè. Ở trong đây là bột ngọt nè, muối nè. Với chút xíu mắm, với lại có tỏi nè mọi người, tỏi xay nhuyễn đó. Đó, mấy cái này là tỏi nè, xay nè đó. Mình chung vô mình ướp khoảng 5-10 phút đó, rồi mình chiên nha mọi người. Chiên cơm. Mình chiên, mình quay cho người xem nha. Đó. Bỏ miếng muối vào nè, cho nó không dính. Nói đến giờ tháng cầu chỉ có cá quá rồi luôn, anh để hoàn cầu phụ của mình nó bị cay cay luôn. Ông cái ông kia ông cũng bảy trong vườn lúa ông còn bảy thì sao không lấy muối á đổ xuống dân rồi cái sâu rồi cái đó cái sâu nhiều con sâu còn hạt mấy hụt đầu cái đó mình dân có mà dân từ cái đầu chiếm hai cây cái gặp. Vậy đâu tập vào nhau rồi nào. Bây giờ bắt đầu mình chiên nha mọi người. Ok. Mình trả qua nha mọi người. Thế. Giờ bắt đầu mình chở qua vàng giá rồi ngồi đó
Đó. Dạ nha mọi người. Mới đầu mình tạo cho nhau ngồi thấy văng quá. Này là gà chiên nha mọi người, gà chiên với thịt bò gọi chiên. Chung mà bữa giờ mình đi làm nha mọi người, không có ra nữa làm clip rồi, làm clip đó mọi người. Làm cái đêm mới về mình ngủ nha mọi người. Chiên bên nữa là nó vàng lại là ngon là ok nha mọi người. Đây nha mọi người, mình chở nó giòn chớm luôn. Mấy cái đen đen là mấy cái tỏi nha mọi người, tỏi nó khét á, đen lại đó. Ok chín rồi đó. Giờ mình xắt con thạch ra nè. Nóng quá mọi người ơi. Chạy nước luôn. Ngon quá.
để nấu rồi. Rồi ok, quá ngon luôn rồi. Ngon rồi chưa? Này mình ăn cơm nha mọi người. Mình kết thúc video luôn nha mọi người. Mình xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, cho mình một like và một lượt chia sẻ luôn nha mọi người. Ok luôn. Cơm nha mọi người, này ăn kèm với rau sống nha mọi người.